Chào bạn Trang Nguyễn. Với trường hợp của bé 8 tuổi, khối u ở não thất tư, đây là khối u ở hố sau, vùng dưới lèo. Đối với trẻ em thì 2/3 các khối u là biểu hiện ở vùng dưới lèo tiểu não. Và do vậy, các cái khối u thường có các cái biểu hiện triệu chứng ban đầu thì rất là âm thầm, nhưng khi đã to lên thì triệu chứng thì rất là rầm rộ do chèn ép vào các cái hệ thống dẫn lưu của não thất, có thể gây ra giãn não thất, và các bác sĩ phải tiến hành giải quyết ứ nước dịch não tủy trước khi can thiệp khối u đối với một số trường hợp. Trường hợp con của bạn, các bác sĩ sau khi chụp chiếu đã nghĩ tới là cái khối u của màng não thất. Đây là cái khối u có hai mức độ theo phân loại là độ 2 hoặc độ 3. Độ 2 là độ giáp biên và độ 3 là độ ác tính. Tùy vào các cái phân độ sau khi phẫu thuật thì các bác sĩ sẽ có cái phương án điều trị bổ trợ sau phẫu thuật. Và phẫu thuật là phương pháp quan trọng nhất. Đối với cái khối u ở não thất tư thì phẫu thuật dưới kính vi phẫu là điều quan trọng, đặc biệt quan trọng để nhìn rõ các cấu trúc, để bảo vệ các cái chức năng của thân não cũng như các dây thần kinh, đảm bảo lấy hết khối u. Đây là điều kiện tiên quyết để giúp cho cái thời gian sống thêm cũng như các cái hiệu quả của các phương pháp điều trị bổ trợ sau đó tốt hơn. Nếu như xác định giải phẫu bệnh sau đó là các khối u độ 3 thì chúng tôi sẽ phải phối hợp cả xạ trị và hóa chất. Còn nếu như chỉ là u độ 2 thì tùy vào mức độ lấy u cũng như các cái tỷ lệ nhân chia, chúng tôi sẽ cân nhắc điều trị xạ trị bổ trợ sau khi phẫu thuật. Trên đây là sơ qua cái phương án điều trị cho con của bạn. Và chúng tôi cũng cần phải hội chẩn tiểu ban ung bướu thần kinh của bệnh viện ca để đưa ra phác đồ cụ thể sau khi có đầy đủ các thông tin của cháu để đưa ra phương án tối ưu cho cháu.